Xin chào tất cả quý vị trở lại kênh YouTube của Mark Home. Ngày hôm nay Nhật An sẽ tiếp tục giới thiệu quý vị mẫu nhà rất đẹp do Mark Home tôi trực tiếp thiết kế. Đó chính là mẫu nhà của chú Bùi Đức Oanh ở Xuân Phúc, Ân Thi, Hưng Yên. Hello, xin chào mọi người. Tôi là Chu Bin. Và hôm nay thì tôi đến với Mark Home thì tôi đã lựa chọn được cho mình những cái đồ nội thất rất là giá phải chăng và nó rất là đẹp. Đặc biệt nữa là nhân viên ở đây thì tư vấn rất là nhiệt tình. Nên là rất là mong Smart Home sẽ được thành công trong cái bước đường mà Smart Home hôm nay khai trương và ngày càng sẽ thành công hơn nữa. Smart Home, hệ thống thiết kế thi công trọn gói số 1 tại Việt Nam. Với hơn 10 năm hình thành và phát triển, Smart Home đã có hơn 40 chi nhánh, nhà phân phối tại khắp các tỉnh thành. Smart Home luôn đi tiên phong về xây dựng đội ngũ thợ thi công tay nghề cao, giám sát được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp. Smart Home là đơn vị duy nhất hiện nay tự sản xuất nguyên vật liệu và công trình, nên giá thành luôn rẻ và cạnh tranh. Chế độ bảo hành nhà lên tới 15 năm, giúp chủ nhà yên tâm khi đi vào sử dụng. Smart Home, đơn vị duy nhất tại Việt Nam có các kỹ sư nước ngoài từ Hy Lạp, Italia, Thụy Điển trực tiếp nghiệm thu giám sát công trình. Smart Home đạt giải top 50 thương hiệu nổi tiếng nhất Việt Nam, top thương hiệu sao vàng đất Việt, giải nhất cuộc thi thiết kế nhà đẹp toàn quốc và là top thương hiệu được nhiều người yêu thích. Đơn vị duy nhất hiện nay hỗ trợ khách hàng vay vốn ngân hàng lên tới 75% tổng giá trị công trình, nên việc xây nhà với Smart Home dễ dàng hơn bao giờ hết. Nhanh tay liên hệ Smart Home qua số hotline 096 445 8888 hoặc 0828 133 333. Smart Home, giá trị tạo nên thương hiệu. Và trước khi mà chúng ta đến thăm căn nhà của chú Oanh thì cũng như tất cả video trước ha, nhà An xin giải ít phút đầu tiên điểm sơ một số thông tin cơ bản về Smart Home. Smart Home là công ty chuyên về thiết kế và thi công trọn gói nhà ở trên khắp tỉnh thành đất nước Việt Nam. Và nếu lướt một vòng kênh YouTube của chúng tôi thì quý vị có thể thấy rất là nhiều những mẫu nhà khác nhau. An tin rằng dù cho quý vị là chúng ta yêu thích cái phong cách như thế nào cũng có thể lựa chọn mẫu nhà mà mình tâm đắc ở trên kênh YouTube của Smart Home. Ví dụ nhé, nếu quý vị là một người mà thích cái sự sáng tạo, thích một cái sự tự do, một cái sự cá tính thì chắc chắn là quý vị sẽ để ý đến những cái mẫu nhà mái bằng, mái lệch, độc đáo. Còn nếu quý vị chúng ta yêu thích cái sự chuẩn mực, một cái điều gì đó mà nó rất là hợp thời thì có thể lựa chọn những mẫu nhà mái Nhật hay mái Thái của chúng tôi. Còn nếu như quý vị thích những cái một cái sự đơn giản, mộc mạc thì có thể lựa chọn những mẫu nhà một tầng, những mẫu nhà vườn. Thì nói chung là dù cho gu quý vị thế nào cũng có thể lựa chọn một nhà mà mình yêu thích trên kênh YouTube của Smart Home nhé. Hiện tại chúng tôi đang chạy chương trình khuyến mãi, đó chính là hoàn trả 100% phí thiết kế khi thi công trọn gói. Cho nên nếu có nhu cầu hãy liên hệ ngay những số hotline để được nhân viên chúng tôi hỗ trợ. Trở lại với căn nhà của chú Anh thì đầu tiên cũng như tất cả những ngôi nhà trước thôi, An sẽ cho quý vị xem qua về ảnh vẽ 3D ngoại thất căn nhà này trước. Đây là căn nhà 2 tầng với thiết kế là mái Nhật và phong cách là tân cổ điển. Đó là ba cái gạch tàu dòng đầu tiên mà An nghĩ là khi mà chúng ta quan sát bất kỳ một cái ngôi nhà nào của Smart Home thiết kế thì quý vị cũng phải gạch ra giúp An. Đó chính là phong cách gì nè, rồi loại mái gì nè, rồi đây là căn nhà bao nhiêu tầng. Đó chính là những cái ý đầu tiên sơ khảo để mà chúng ta thiết kế lên căn nhà luôn đó quý vị ha. Tức là trước khi quý vị liên hệ với kiến trúc sư của Smart Home thì chúng ta cũng phải suy nghĩ xem là sở thích của mình là như thế nào, mình yêu thích cái kiểu nhà nào, thì sau đó làm việc kiến trúc sư nó sẽ nhanh và gọn hơn rất là nhiều ha. Ở đây thì em sẽ phân tích về vẻ đẹp của căn nhà này. Đầu tiên thì có lẽ là phải kể đến cái công của cái phần mái trước đã. Thì mái ở đây chúng tôi xử lý là chính là mái Nhật và sẽ lợp ngói Fuji có màu xanh dương đậm. Đây là cái gam màu hiện tại cũng rất là được chuộng trên thị trường quý vị ha. Nó dần dần thay thế cho những cái loại ngói đất nung. Lúc trước ngói đất nung thì người ta chỉ biết cái màu là màu đỏ rồi đúng không nè. Hồi xưa là gần như là cái mối mái ngói nào người ta cũng sử dụng màu đỏ hết quý vị. Nhưng mà bây giờ với cái thời đại mới thì đặc biệt là cái sự phát triển của ngói xi măng màu. Ngói xi măng màu ví dụ là ngói Fuji là cái loại ngói rất là phổ biến đúng không nè. Thì bây giờ có rất nhiều màu để quý vị lựa chọn. Có màu xanh dương cũng có nè, màu đỏ thì chắc cũng có rồi, có màu cam, có màu nâu, có màu ghi, thậm chí là màu đen, rồi màu xanh lá. Nói chung là dù cho quý vị là gu hay nào cũng có thể lựa chọn cái gam màu. Cho nên là bây giờ thì ngói xi măng màu đen chiếm ưu thế hơn trên thị trường rất là nhiều luôn nhé. Và phần mái Nhật thì nó luôn luôn mang được cái vẻ đẹp thanh lịch, không quá cao như mái Thái nhưng cũng không quá đơn giản như là mái Bạc. Cho nên là nó có sự cân bằng ha. Cho nên là mái Nhật thì hiện tại đang là loại mái được yêu thích nhất của Smart Home. Nhìn xuống bên dưới đi ạ, thì quý vị sẽ thấy là
phần tường sơn căn nhà 100% sẽ là màu tường sơn trắng. Bởi vì sao? Bởi vì căn nhà này là một căn nhà tân cổ điển, An đã nói rất nhiều lần rồi. Nhà tân cổ thì nó có một cái ưu điểm, đó chính là cái sự sang trọng, quý phái và thanh lịch. Nhưng nó cũng có một cái điều, đó chính là nó sẽ có khá là nhiều những cái chi tiết trang trí cầu kỳ. Ví dụ với căn nhà này, quý vị nhìn kỹ sẽ thấy là rất là nhiều những cái đường xẻ rãnh nè, rồi những cái hoa văn tỉ mỉ nó rất là nhỏ. Nếu như quý vị không sơn màu trắng mà chúng ta sơn nhiều màu thì nó sẽ trở nên rối rắm và khiến căn nhà nhìn như là gọi là rất là thập cẩm đó quý vị ha, nó không có được đẹp. Cho nên là ở đây khi mà sơn màu trắng thì nó sẽ hài hòa tất cả những cái chi tiết đó. Đó là lý do mà đa phần những cái nhà mẫu home thiết kế mà nếu là nhà tân cổ điển nhá thì đa phần đều là màu trắng. Tiếp theo thì nhìn kỹ hơn nữa thì quý vị sẽ thấy đó chính là một cái khu vực, đó chính là cái lan can. Cái lan can của căn nhà được thiết kế rất đẹp quý vị. Lan can ở đây sẽ là lan can sắt nghệ thuật cao 900mm và được sẽ làm quý vị thấy sắt nghệ thuật ha, và sẽ được sơn nè, mạ vàng nè, rồi kết hợp giữa hai gam màu đen và màu vàng. Đây hai gam màu cũng khá là hoàng gia, cho nên là tạo thành tổng thể nhìn rất là bắt mắt. Đặc biệt là nó nổi bật trên cái nền sơn trắng nữa. Nếu mà cái nền sơn mà nó nhiều màu á, thì nó không nổi lên được cái lan can của chúng ta. Cho nên là cái phần sơn nó phải chìm xuống, nó chỉ là màu trắng đơn giản thôi, thì cái lan can lập tức nó nổi bật lên ngay. Đó chính là cái công dụng của việc thiết kế như thế này. Còn nhìn tiếp xuống bên dưới luôn thì quý vị sẽ thấy là ở bên dưới chân tường chúng tôi sẽ ốp ở đây, đó chính là ốp đá trẻ nhé. Và khi mà ốp đá trẻ thì quý vị thấy là nó có tông màu ghi đậm. Đây cũng là cái tông màu rất là tự nhiên. Và quý vị thấy đó, ví dụ là một bên này chúng tôi sẽ có trồng thêm mảng xanh. Thì khi mà chúng ta trồng như thế này mà ở trên là mảng xanh, ở bên dưới là đá, nó quá là hợp lý đúng không nè. Nhìn nó rất là thiên nhiên, cho nên đây là một cái thiết kế mà anh thấy là cũng rất hợp lý của kiến trúc sư. Về hệ thống cửa đi thì quý vị có thể thấy là ngoại trừ cửa chính là cửa gỗ thì còn lại cửa bên hay là cửa trên tầng 2 hay là cửa sổ tất tần tật đều là cửa nhôm hệ kính, và cụ thể là cửa nhôm hệ Sigma kết hợp kính. Với nhôm hệ Sigma thì có rất nhiều ưu điểm nhá, có hệ gioăng EPDM nè, cấu trúc thanh nhôm rỗng nè, công nghệ ép gốc nè, cho nên nó rất là cứng cáp và cách âm cách nhiệt cực kỳ tốt. Về cách nhiệt thì nói thật quý vị là nếu mà nhiệt độ dưới 1000 độ C thì cửa nó vẫn chưa bị biến dạng, quá là tuyệt vời đúng không nào? Đó là tổng quan bên ngoài của căn nhà của chú Anh. Bây giờ hãy cùng Nhật An tiến vào bên trong bằng cách sẽ đọc hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công của công trình của nhà chú Anh nhé. Đầu tiên thì ta sẽ xem qua về mặt bằng định vị công trình. Thì đúng như tên gọi của nó thì quý vị sẽ định vị được cái vị trí của công trình đó so với tổng quan khu đất. Giống như là chúng ta nhìn từ một cái vệ tinh ở trên mà chúng ta nhìn xuống một cái vùng đất của quý vị ha. Thì cái mặt bằng định vị công trình này cũng vậy. Quý vị có thể thấy được là đất của nhà của chú Anh nè, có cái bề sâu vào rất là sâu quý vị, đến tận 50m ha. Rồi công trình này thì từ mặt tiền đi ra đến phần đường phía trước là 8m. Xét về hướng nhà thì quý vị sẽ so sánh với hoa tiêu của chữ B bên góc trái nè. Quý vị sẽ thấy là căn nhà sẽ hướng xuống bên dưới và hướng ở bên phải. Xuống bên dưới sẽ là hướng gì ạ? Là hướng nam. Bên phải sẽ là hướng đông. Vậy là căn nhà của chú Anh sẽ nằm ở hướng đông nam. Bây giờ sẽ đọc đến mặt bằng nội thất của căn nhà này. Với mặt bằng tầng 1, quý vị có thể thấy chiều dài căn nhà là 17,19m, chiều rộng là 10,71m. Sau đó thì An cộng trừ nhân chia lại, An sẽ tính được tổng diện tích sử dụng của cả căn nhà là rơi vào tầm 270m². Bây giờ thì An sẽ xem về công năng. Tầng 1 chúng tôi sẽ bố trí là một phòng khách, một phòng bếp ăn, có hai phòng ngủ nhé. Trong đó phòng ngủ số 1 sẽ là có vệ sinh khép kính ở bên trong, có một nhà vệ sinh chung ở bên ngoài. Ngôi nhà sẽ có hai lối tiếp cận, một lối cửa chính đi vào, một lối phòng bếp ăn đi ra sảnh phụ. Tiến lên tầng 2 chúng tôi sẽ bố trí là phòng thờ, phòng sinh hoạt chung, có thêm hai phòng ngủ nữa và có một nhà vệ sinh chung ở bên ngoài. Còn phòng ngủ số 4 sẽ có nhà vệ sinh khép kính bên trong, còn lại là khu vực sân phơi. Bây giờ thì An sẽ đọc đến mặt đứng của căn nhà của chú Anh. Dựa vào mặt đứng thì An sẽ đọc mặt đứng trục CA. Thì quý vị thấy từ cos không định của mái là 10,6m, sàn tầng 1 đến sàn tầng 2 là 4,2m, sàn tầng 2 đến sàn mái là 3,6m. Ngược lại, có sông thông xuống ngược lại sân là 75cm chia cho 5 bậc, 75 chia 5 sẽ là 15cm. Bên dưới chúng ta sẽ có 4 cái hình thoi tương ứng vật liệu màu sắc khác nhau. Ví dụ là tường sơn mắc hôn mà hát trắng sứ nè, lan can sắt cao 900 nè, v.v. Hôm nay sẽ đọc đến đó chính là mặt cắt AA của căn nhà. Đây là mặt cắt nhìn từ mặt bên.
quý vị sẽ thấy được là cửa đi ở trong nhà có 2m2, có 2m7 nè, rồi cầu thang này nhá, rồi cái phần sàn ở có áp mái chúng tôi sẽ đổ bê tông nè, quý vị thấy là nó sẽ được tô đậm nhá, rồi cái phần lan can, cái lan can phía trước á, quý vị thấy là cái khu vực ban công á, sẽ được thiết kế âm xuống để nước mưa, ví dụ là ngày mà trời mưa quá nhiều thì nó cũng không tràn ngược vào bên trong nhà chính của chúng ta. Và sẵn đã nói về cầu thang thì hôm nay sẽ đọc đến đó chính là chi tiết thang của căn nhà này, trang KT21. Quý vị có thể thấy là mặt bằng thang từ tầng 1 nè, thì quý vị có thể thấy là sẽ có tổng cộng là 25 bậc ha. Rồi đó, ở đây chúng tôi ký hiệu rất là rõ nè. Rồi đá granite dày 20mm, lan can tây vịn gỗ nè. Chúng tôi ký hiệu quá chi tiết ở đây, quý vị có thể thấy được ha. Rồi chi tiết bậc, quý vị thấy là có mặt bậc ốp gỗ, lớp lót bậc thang nè, lớp gạch xây nè, sàn bê tông cốt thép, lớp vữa, lớp sơn ba nước màu trắng vân vân. Rồi chi tiết trụ gỗ, chi tiết con tiện gỗ, chi tiết tay vịn gỗ vân vân. Mọi thứ được thể hiện rất là rõ ràng. Nhiều quý vị thì thắc mắc là ủa tại sao lại có thêm một cái cầu thang nữa, thì cái cầu thang này nó sẽ dẫn lên trên cái tầng ở cos áp mái đó quý vị ha, tức là tầng áp mái á. Thông thường thì cái tầng này chúng ta để trống thôi, nó không có được sử dụng để mà chúng ta ngủ nghỉ hay là sinh hoạt. Nhưng mà nhiều gia đình họ có thể tận dụng cái không gian này, có thể làm nhà kho, hoặc là họ có thể là thậm chí để cái tét nước vào bên trong. Cái đó thì tùy thuộc vào sở thích ha. Bây giờ thì em sẽ đọc đến đó chính là chi tiết cửa đi D1 của căn nhà. Dựa vào đây quý vị có thể thấy là cửa đi hai cánh mở quay nè, chất liệu gỗ căm xe, kính an toàn 8.38, kích thước 2700x2700mm. Với cái cửa này thì nó xác định là cửa hai cánh, tức là sao? Tức là nhìn thì ta thấy bốn cánh, nhưng thực sự là hai cái cánh hai bên bìa đó quý vị thì ta không mở ra được. Cho nên chúng ta chỉ tính cái kích thước của hai cái cửa chính ở chính giữa thôi. Thì quý vị sẽ thấy là cái thông số nếu trừ đi hai cái cửa kia cũng như là trừ bản lề, ta sẽ có con số là 1630. An sẽ nhập con số 1630 vào, thì quý vị sẽ thấy là truy cập vào thiết kế thi công trụ gói.com nhé, chọn một thước lỗ ban, nhập con số 1630 vào, quý vị sẽ thấy nó sẽ thuộc cung thông minh, nằm trong khoảng quý nhân, đây là khoảng tốt. Trong khoảng này gia cảnh được khả quan, làm ăn phát đạt, bạn bè trung thành, con cái thông minh hiếu thảo. Bây giờ thì anh sẽ đọc đến hồ sơ kết cấu của nhà của chú Anh. Dựa vào mặt bằng móng có thể thấy ngôi nhà xử lý là móng cọc bê tông cốt thép, tiết diện là kích thước là 200x200mm. Với móng cọc thì có loại móng nó cũng rất quen thuộc đúng không nào, và nó chuyên trị những cái ngôi nhà, những cái công trình mà nó có một cái điều kiện có thể là không thuận lợi về những công trình khác, ví dụ là cái tải trọng lớn này, hoặc là nó ở gần ao suối sông ngòi, gần mảnh nước ngầm, gần nơi có độ sạt lở cao, thì người ta ưu tiên lựa chọn móng cọc, bởi vì móng cọc là móng cống rất là sâu, cho nên nó sẽ giải quyết được cái bài toán này. Và cuối cùng, em sẽ đọc đến hồ sơ điện nước của nhà chú Bùi Đức Oanh. Ở đây em sẽ đọc mặt bằng chống sét tiếp địa của tầng 1. Quý vị đã từng nghe đến hệ thống tiếp địa thì không biết là quý vị đã biết được là hệ thống tiếp địa là như thế nào chưa ạ? Hệ thống tiếp địa thông thường sẽ bao gồm các cọc thép hoặc cọc thép bọc đồng hoặc mạ đồng được chôn hoặc đóng trực tiếp xuống đất. Thông thường chiều dài cọc sẽ khoảng từ 1,2 đến 2,5m và có thể được chôn bởi thép góc hoặc thép tròn liên kết cùng nhau để tạo hệ thống tiếp địa thích hợp cho từng đối tượng tiêu chuẩn và yêu cầu cụ thể. Và với căn nhà của chú Anh đây thì quý vị có thể thấy là có những cái dây dẫn xét nối về hệ thống cọc tiếp địa nè, cáp đồng trần nè, thép dẹp 40x4mm nè, mạ kẽm nè, vân vân. Tất cả những cái này chúng tôi sẽ được tính toán từ trước để đảm bảo một cuộc sống an toàn cho gia đình của nhà chú Anh. Vậy những em vừa giới thiệu quý vị về căn nhà của chú Bùi Đức Oanh ở Xuân Phúc, Ân Thi, Hưng Yên, một mẫu nhà 2 tầng mái Nhật phong cách tân cổ điển. Nếu quý vị yêu thích mẫu nhà này mà muốn thiết kế tương tự, đừng ngần ngại liên hệ ngay với Mark Ho qua số hotline 0964458888 hoặc 0828133333 để được hỗ trợ tư vấn trong thời gian sớm nhất. Và đừng quên nhấn like, subscribe, chọn nút thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất của chúng tôi nhé. Còn bây giờ, Nhật An xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Sơn Mark Home với công nghệ hiện đại từ châu Âu, bảo vệ dưới mọi điều kiện thời tiết, chống thấm vượt trội, chống bám bụi linh hoạt, chống nóng hiệu quả. Mảng sơn nano liên kết dẻo dai, chống nứt và bong chóc. Đăng ký ngay để trở thành đại lý, nhà phân phối để nhận được nhiều ưu đãi. Xây nhà Mark Home, chọn sơn Mark Home.